Wow, đẹp quá vậy. À, cái dầu nhỏ này cho. Thấy chưa, cũng 200 mấy chưa mà. Nó không có màu khác hả? Nó có màu này thôi hả? Đứng ở trong chụp ra. Sao mà trồng chi mà khéo dữ hả trời? Chị thích màu gì? Dạ, nó chỉ còn hay chưa có mà nó chưa có. Hả? Thế là cái này hay chưa có. Màu đẹp ha. Ừ. Nó có cái màu đó là chị nhìn như như giả đúng không? Ừ. Cái đó là cái này đó. Lan gì vậy em? Hồ đẹp. Lạc vào vườn hoa luôn trời. Sao mà trồng khéo dữ vậy? Cái này là em trồng hay là em đi lấy? Cái này của anh em với lại người nhà ở Đà Lạt anh chị. Ờ. Bởi vì tụi em lấy tận gốc tận vườn á, cho nên là tụi em bán thì chứ cái anh kia anh hay mua về mà anh trồng chậu lẻ lẻ vậy nè. Ừ. Ở chợ là 250 một chậu đó. Bán phá giá quá à. À, còn em bán nhiêu? Em bán 195 một chậu này mà hai vòi. Đâu đâu cái chậu này hả? Dạ đúng rồi, 195 một chậu mà hai vòi. À, cái này đó hả? Đây là ông chủ đây hả? Dạ. Chị làm ở đây chán thấy chị. Nhà chị bên này nè, nhà chị kế quán phở A Dũng đó. Kế quán phở à. Hai chậu đi. À vậy hả? Này che cho tới Tết chắc nó được không? Được không? Hai chậu hả? Lựa cái nào hai vòi á. Đó cái màu đó đậm đó. Cái màu đó đậm đó. Là chị thích. Chị có thích vô chậu không? Hay là chị thích chơi giống kiểu như vậy? Đem về nhà treo. À, cái đó đem về nhà treo. Đâu có treo được đâu. Cái này thường ở nhà người ta hay để chậu chậu để người ta trưng lâu người ta chơi. À, mình phải mua cái chậu nữa. Chậu này á là chị giờ chị trưng ngay bàn mấy cái bạn trước mình đó nhìn nó đẹp. Chơi tới hai tháng qua Tết luôn mà. Em thấy cái màu này là nụ còn quá trời. Cái này là bao nhiêu nè? 1,3 triệu một bình đó chị. 1,3 triệu hả? Là đã vô này luôn hả? Nhìn nó như giả vậy chị hả? Ờ. Nè cái màu này nè chị nhìn nè. Còn có một chậu, hai chậu đó. Chậu đó thì nhìn nó không à. Chậu đó 1 triệu hả? Cái này 3 triệu mấy. Đứng vô cho nhìn thấy người đẹp coi. Trời ơi, sao mà đẹp quá vậy nè. Đây là ồ, đẹp quá ha. Ở đây là mình thuê mặt bằng này ha. Mặt bằng này cô chú ở đây cho mượn. Dạ đúng rồi. Thuê người ta cho mượn. Vậy là Trâm muốn mua hai bình đúng không? Vậy là lấy một cái chậu. Cái màu nào? Cái đó đẹp á. Cái màu này đậm đậm nè đúng không? Đậm đậm nè. Hai vòi không? Màu khác đi, màu khác đi. Một cái màu này với cái màu khác đi. Cái này được không em? Đây nè, ủa cái này là chị thích cái nào thì phải. Tới nữa rồi đó. Tới nữa rồi đó. Này nè. Màu trắng hả?
Ừ, nó màu trắng nhưng mà cái ấy tím nè, cũng đẹp nè. Sao chị muốn lấy cái này không? Lấy cái này là nhiêu? Cái này là nhiêu rồi em? Không, cái này cái bình cái bình này luôn, cái bình này là hết 50k là bán lẻ mà em mới ghim là vô em chưa có trang trí. À còn cái chậu này thì cũng là bằng giá luôn. Nó cũng 195 luôn nè. Nó màu này nó còn có nhánh này. Có nghĩa là ừ, mua luôn rồi để trên nè. Qua lựa chậu, qua lựa chậu. À, chấm ơi, ở đây cũng còn cái chậu trắng nữa nè, coi coi. Coi chậu coi. Vậy em không mua mở hàng chị nha. Có tiền thì tao lấy 5-7 chậu về trưng nó đẹp. Có không? Có tiền không? Đủ tiền luôn chậu à. Mua cái chậu chiếc thuyền này cũng đẹp nè Trâm. Cái chậu chiếc thuyền nó chỉ cắm 3 cây đi. Chậu chiếc thuyền cũng đẹp đó. Chậu chiếc thuyền chỉ đây là bốn hoa. Anh mua không? Dạ. Đúng rồi, cái này chỉ cắm 3 cây đi cho nó đẹp. Mua để em xe luôn cũng được đó, cũng đẹp hay. Gắn cái quạt đi. Cái quạt đi. Thôi gắn quạt chi. 3 cây nhưng mà màu sao ta, sao chứ ba mua cây bay 3 cây giống nhau hả? Dạ hả? Đây giờ có lấy cái bịch gì vậy không? Dạ. Lấy bịch là tính tiền bịch đó anh. Không, lấy cái bịch nè, cái bịch da nè. Không, anh cứ để nguyên nó về túi nước cho thôi. Dạ. Đúng rồi. Cái đó không phải cái bịch đâu, cái đó là cái chậu. Có cho nó ăn không? Cho nó uống nước thôi. Dạ. Khi nào nó la đói là anh cho ăn nha. Anh cần ăn thôi chứ nó thì cần uống. Không có khi nào nó la đói là anh hãy cho ăn. Mày bỏ xe cũng có lý à. Mày xe chim xe bán kiếm được. Xe phải có bông đồ không? Này chỉ để cái thuyền 3 cây. Đủ hả nè nè nè. Một cây mua, nếu mà mua vàng thì mua một cây vàng đậm, một cây vàng nhạt đi. Ừ, rồi một cây trắng. Nè cái này đủ nhiều nè. Không, cái kia cũng đủ nhiều. Cái đó đi, cái đó đẹp hơn. À nha, bây giờ ở đây em chỉ còn có 2 chậu thôi. Không, ý là ở đây em chỉ còn có 2 chậu rồi, em chỉ lấy 2 chậu thôi. Không, 1 chậu thôi. Người đẹp. Trời ơi, người đẹp đi xe hơi về mà sao đầu tóc người đẹp bù xù vậy? Vàng nhạt nhạt này nè, tại vì nãy cái dây đậm rồi đúng không, thì lấy một cái màu vàng nhạt nhạt để em kiếm cái nhánh lùng lùng cho chị á, cho bé nó không đá hồ đẹp cũng hết tao rồi đó nha. Dạ chân hết tết rồi, mệt quá rồi. Chân hết tết đưa 2 cây dễ dưỡng cho. Cái này đẹp nè. Chân cái này lâu lắm, chân cái này lâu lắm. Ơi nhánh này đẹp nè, cái này cho chị cái cây để cho nó giữ giữ vững vững này đi em. Nhánh em cắm lại, nhánh này đẹp nè. Không, cái đó kia xem có rồi. Rồi đó xong rồi em mở cho các bạn hai bên nó trắng giữa. Dạ chị thấy đau không? Tí xíu chị quay. Không em làm đi chị coi. Chị sẽ quay em làm. Ăn uống gì mà. Đây trả tiền cho bông rồi. Thank you.
thù hai chồng luôn. Quay 100 hướng luôn á. Tại vì có người tặng chị. Ghê chưa? Đi đi em mua hoa mà có người tặng này ghê không? Em tặng hoa chai là 3 tháng 5 mua nhẹ. Ủa vậy đó hả? Trời ơi, phải quay ông chủ mới được. Hello. Sang năm em nói câu này chị vui nè. Sang năm lấy chồng. Sang năm lấy chồng. Đó, thành phẩm này kìa, thành phẩm này kìa. Đó, thấy chưa? Nè ông chủ nè, rồi đưa trao cho khách hàng. Khách hàng đi qua. 2 năm sau có chồng. À trời ơi, cảm ơn em. Câu chị khoái con nhất luôn câu đó luôn đó. Đi qua nấy kìa. Đang trong chờ. Đang trong chờ có câu đó thôi đó. Rồi. Nữa nữa. Hồi nãy giờ đứng không nữa nữa. Chồng cái chữ hết giờ thấy không? Chậu nó để lên bàn khách nè. Dễ thương ha. Rồi bye bye em chủ nha, bye bye em chủ bà chủ. Bye bye. Chúc chị năm mới phát tài. Rồi cảm ơn em, chúc em bán đắt nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. À vậy hả? Trời ơi. Chị tính đi theo đây mà.